Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chắp cánh cho hổ Đinh Văn Nơi, Tô Lâm đang tính nước cờ gì. Ông Đinh Văn Nơi là người ăn to nói lớn, khi đánh án mà phải là án khủng, án có liên quan tới quan chức hoặc những người có quen biết lớn. Cách này dân trong ngành ở khu vực miền Nam gọi là lấy số. Giới giang hồ thì gọi là từ lấy số là làm nên thành tích để nâng hạng cho mình. Trong ngành công an cũng như vậy, muốn lấy lòng cấp trên thì công an cũng cần phải lấy số như thế. Con người ông Đinh Văn Nơi đi lên bằng những thành tích nổi bật, không phải ngẫu nhiên mà ông Nơi nói một do câu rất ấn tượng trước báo giới rằng: "Tôi tìm những ai quen biết lớn, tôi bắt trước." Câu này là câu muốn lấy số trước ông Tô Lâm. Chỉ cần ông Tô Lâm đứng từ trên quan sát thuộc cấp nào lấy số được thì chọn người đó làm lính tiên phong. Và ông Đinh Văn Nơi đã làm với vụ án 10 tường chấn động đất An Giang. Đây là hình ảnh ông Đinh Văn Nơi có phó tướng mới. Hầu hết các sĩ quan công an đều làm trò là chính, chủ yếu là bắt những tép riu, là những tội phạm hình sự không quen, không biết với thế lực chính trị. Trong xã hội mà công an nào cũng né quen biết, nhưng Đinh Văn Nơi phán một câu xanh dờn và thực hiện trước mặt Tô Lâm thì ông ta thành ngôi sao sáng ngay tức thì. Mặc dù việc bắt tội phạm bất kể người đó có quen ai hay không là trách nhiệm mà ông Nơi phải làm, chứ chẳng phải công lao gì cả. Bởi xã hội công an đều vô dụng, nên có một công an hữu dụng nổi lên thì lập tức anh ta thành ngôi sao sáng. Có người nhận xét rằng ông Đinh Văn Nơi có con mắt tinh tường khi nhìn ra được cách trở thành ngôi sao trong thời đại hàng loạt công an là thỏ nế. Và đó là cách tốt nhất ông Đinh Văn Nơi tiến về Bộ Công an, đảm nhiệm những vị trí quan trọng sau này. Bởi ở Bộ Công an, các phe phái chiến nhau rất hăng. Ai cũng cần một dũng tướng Đinh Văn Nơi về phe của mình. Trước mắt Tô Lâm đã xí phần, nên chẳng ai dám kéo Đinh Văn Nơi về bên mình. Đây là hình ảnh vào cuối tháng 9 năm 2022, Cù Quốc Thắng cho tóm 4 quan chức ở thành phố Cẩm Phả. Có thể nói trong ngành công an kiểu "tôi tìm ai quen lớn tôi bắt trước" thành mốt thời thượng hiện nay. Vào ngày 30 tháng 9 năm 2022, ông Cù Quốc Thắng, trung tá, trưởng công an thành phố Cẩm Phả đã cho bắt tạm giam 4 cán bộ để điều tra về hành vi nhận hối lộ liên quan đến việc nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Bái Tử Long. Việc làm này của ông Cù Quốc Thắng được ông Đinh Văn Nơi đánh giá cao vì có cách làm việc tương tự như ông Nơi. Lúc đó, ông Nơi mới về Quảng Ninh có 30 ngày. Không biết ông Cù Quốc Thắng có cố tình lấy số trước mặt Đinh Văn Nơi hay không. Nhưng rõ ràng, ông Đinh Văn Nơi như vớ được vàng khi dưới trướng của ông có người dám động chạm như vậy. Và nhờ đó, ông Cù Quốc Thắng được Đinh Văn Nơi đề xuất với Tô Lâm chuyển về làm phó tướng. Và tất nhiên, Tô Lâm đồng ý. Vào ngày 2 tháng 3, ông Đinh Văn Nơi cho Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Đây là quyết định bổ nhiệm trung tá Cù Quốc Thắng, trưởng công an thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, giữ chức vụ phó giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh. Như vậy là sau thời gian hơn 5 tháng đến Quảng Ninh, ông hổ tướng Đinh Văn Nơi được Tô Lâm chắp thêm cánh. Giờ đây Đinh Văn Nơi đã có đồng đội mới, không biết có phối hợp ăn ý hay không thì còn cần phải có thời gian trả lời. Để nắm hết Bộ Công an thì ông Tô Lâm đã làm nhiều biện pháp, và để nắm công an tỉnh Quảng Ninh, ông Đinh Văn Nơi cần có một phụ tá lâu năm công tác tại tỉnh này, và Cù Quốc Thắng là thích hợp nhất. Đây là hình ảnh Đinh Văn Nơi giờ là hổ mọc thêm cánh. Tại Quảng Ninh, ông Tô Lâm đang cần Đinh Văn Nơi đánh án lớn, động chạm đến nhóm lợi ích có dây mờ dễ má với Trung ương. Những nhóm này không dễ động đến. Những ngày gần đây, ông Phạm Minh Chính quan tâm đặc biệt tới tỉnh này. Việc lựa người nào quen lớn bắt trước đối với đất Quảng Ninh là không hề dễ dàng. Chúng ta hãy cùng đợi xem diễn biến tiếp theo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin "Chắp cánh cho hổ Đinh Văn Nơi, Tô Lâm đang được tính nước cờ gì". Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin "Chính trường khốc liệt, Tô Đại tướng hùng hổ cầm đao nháo nhào chạy trốn". Câu chuyện về chiếc ghế chủ tịch nước là câu chuyện buồn cười nhất trên chính trường của Việt Nam. Ông Tô Lâm, đại tướng, bộ trưởng Bộ Công an, miệng thét ra lửa, làm ai cũng phải sợ. Ngay cả các đồng chí của ông Tô Lâm, không ít người phải giật thót tim
khiêm Bộ trưởng Bộ Công an Đặng Hắng. Những cựu đồng chí của ông Tô Lâm như Nguyễn Đức Chung, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long hay xa nữa là Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh v.v. sẽ ám ảnh giây phút mà công an sắc phục ập đến nhà áp giải. Mỗi lần ông Tô Lâm cho Tô Ân Sô lên sóng công bố những vụ án thì hàng loạt quan chức ắt phải xanh mặt. Đấy là cái uy, cái đáng sợ của Tô Lâm. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm tránh né chiếc ghế chủ tịch nước. Tuy nhiên, đấy là khi ông Tô Lâm ở trong cái tổ kén của Bộ Công an. Trong tổ kén ấy, ông ung dung ăn thịt bò rát vàng nghìn đô mà vẫn tại vị, mặc cho thiên hạ bêu dếu. Ông ung dung cho con cái du học Anh Quốc mà không sợ lời ra tiếng vào với thiên hạ. Với vị trí Bộ trưởng Bộ Công an, ông chấp tất cả, chấp dư luận đàm tiếu về ông. Trong Bộ Công an, ông Tô Lâm đáng sợ bao nhiêu thì khi ra khỏi Bộ Công an, ông yếu đuối bấy nhiêu. Chiếc ghế chủ tịch nước là cơ hội cho ông phá bỏ giới hạn tuổi để được ở lại tứ trụ sau khi đã quá 65 tuổi. Còn nếu ngồi lại Bộ Công an thì xem như chỉ còn hơn 2 năm nữa, ông tự động về vườn và không còn cơ hội nào để duy trì sự nghiệp chính trị. Cân nhắc giữa hai điều kiện, điều kiện được làm chính trị tới già nhưng không an toàn và điều kiện được an toàn nhưng chỉ làm chính trị đến năm 2026, thì ông Tô Lâm quyết từ chối xuất chủ tịch nước để ngồi lại tổ kén Bộ Công an cho an toàn. Thông tin từ bên trong cho biết, nhìn ông Tô Lâm 5 lần 7 lượt chối ghế chủ tịch nước mà trông thật thảm hại. Trong trường hợp này, ông Tô Lâm tỏ ra là người rất nhát gan, không dám bước lên võ đài chính trị thi đấu sòng phẳng như các nhân vật khác. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng, được cho là non nớt nhưng lại dạn dĩ hơn Tô Lâm. Võ Văn Thưởng là một anh chàng công tử bột, khuôn mặt thư sinh nhưng không sợ ghế chủ tịch nước đến xanh mặt như ông Tô Lâm. Có người nhận xét mỉa mai rằng tuy thấy ông Tô Lâm trong tay đẩy súng ống và gươm đao nhưng ông rất nhát gan. Chỉ khi nào có vũ khí trên tay thì ông mới an tâm, còn trên tay thiếu vắng vũ khí, ông Tô Lâm lại thành anh thỏ đế có hạng trong bộ chính trị. Thực ra ông Nguyễn Phú Trọng cũng muốn che chắn cho Tô Lâm được an toàn khi ông ta ngồi vào chiếc ghế chủ tịch nước, nhưng xem ra Tô Lâm không yên tâm. Chẳng ông tổng nào có thể che chắn an toàn bằng trên tay ông ta có đầy đủ các đồ chơi và hàng nóng. Chẳng hiểu sao giới cầm đao cầm kiếm mà làm chính trị thường rất non cơ so với những người không xuất thân từ võ tướng. Trong trường hợp bầu bán chiếc ghế chủ tịch nước cho thấy tuy vai đeo lòn với cấp bậc cao nhất, quyền lực trong tay rất lớn mà lại non gan thua anh chàng thư sinh Võ Văn Thưởng. Nói theo cách của người miền Nam là nhìn vậy chứ không phải vậy. Nhìn thấy như dũng tướng thật nhưng trong cốt cách vẫn không có cái dũng. Đây là hình ảnh dù dưới trướng ông Tổng, Tô Lâm vẫn sợ khi tay rời khỏi cây đào. Đấu trường chính trị Việt Nam hiện nay đang được ông Nguyễn Phú Trọng quậy lên. Chỉ có phe ông Tổng là nắm quyền tấn công, những phe còn lại hầu như chỉ lo chống đỡ. Ông Tô Lâm đứng vào dưới cái ô của ông Tổng Bí Thư, nhưng ông vẫn không đủ tự tin để bước ra khỏi Bộ Công an, cạnh tranh song phẳng với các thế lực khác. Nhìn cái kết đối với Trần Đại Quang, ông Tô Lâm đã rút ra bài học tiêu cực là ẩn nấp thật kín trong Bộ Công an cho an toàn. Ông Tô Lâm được đánh giá là người có tham vọng chính trị không nhỏ, tuy nhiên lá gan ông quá nhỏ nên không giúp ông có thể cạnh tranh sòng phẳng với những người khác đồng chí của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de với bản tin Chính trường khốc liệt, Tô đại tướng hung hổ cầm dao, nháo nhào chạy trốn.